Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt một cái phần mềm diệt virus miễn phí cực kỳ tốt, đó là phần mềm Kaspersky Free. Như mọi người đã biết thì cái phần mềm diệt virus miễn phí thì rất nhiều, nhưng mà dùng nó có tốt hay không ấy thì cực kỳ ít, mà đa phần là SIDA cực kỳ luôn ấy. Thì hiện nay coi như là gần đây nhất đi, thì cái phần mềm mà có một cái phần mềm diệt virus này rất hay, đó là Kaspersky này, là một hãng bảo mật lớn ở trên thế giới, thì mới ra đưa ra một cái phần mềm diệt virus miễn phí. Đấy, bình thường các cái công ty bảo mật khác thì đều có các phần mềm diệt virus miễn phí, nhưng mà phần mềm riêng Kaspersky thì mới phát hành thôi. Đấy, thì mình sử dụng sau khi review thì mình thấy cái phần mềm Kaspersky Free này dùng cực kỳ tốt. Đấy, không thua kém gì các cái phần mềm mất tiền. Đấy, thì hôm nay mình làm cái video này hướng dẫn mọi người cài cái phần mềm diệt virus này miễn phí này. Thì không phải ai cũng có điều kiện mua phần mềm bản quyền, cho nên là mình sẽ làm cái video này chia sẻ cho mọi người. Ok. Thì để cài được cái phần mềm diệt virus này thì các bạn có thể lên Google, các bạn điền Kaspersky Free. Đây, các bạn có thể điền như này. Các bạn có thể lên Google và các bạn điền Kaspersky Free. Các bạn có thể tải thẳng từ cái trang của trang Kaspersky.com hoặc là từ cái trang của download.com.vn này. Đây là một cái trang DAO khá là uy tín ở Việt Nam mình. Thì mình sẽ để cái link tải phần mềm ở bên dưới cho các bạn. Đấy. Thì khi các bạn tích vào cái phần link tải này, nó sẽ hiện lên cái biểu tượng tải. Thì các bạn cứ tải cái phần mềm về đi. Thì đây mình pause lại, tại vì mình đã tải xong cái phần mềm rồi. Thì sau khi các bạn tải xong rồi thì các bạn sẽ được một cái file có tên là KFA18.00 linh tinh gì đấy, có biểu tượng cái đĩa đấy. Đấy, thì các bạn chỉ cần kích đúp vào, các bạn nên nhớ là khi để cài những phần mềm diệt virus này, các bạn máy tính các bạn nên có mạng nhé. Thì phần mềm diệt virus miễn phí ở trên mạng thì có rất nhiều, nhưng mà đa phần là toàn phần mềm SIDA thôi. Một là rất chi là nặng máy, hai là tải vào hay là cài đặt vào có như không, không có tác dụng gì. Nhưng riêng cái phần mềm Kaspersky này thì sau khi mình test rất nhiều máy và được cộng đồng mạng đánh giá rất cao. Đây, các bạn thấy nó đang bảo kiểm tra phiên bản mới thì các bạn cứ ấn bỏ qua đây. Và các bạn ấn continue. Các bạn ở đây các bạn tích vào đồng ý nhé, và sau đó các bạn ấn cài đặt. Đấy, thì đến cái bước này thì mọi người phải đợi thôi. Thì nhanh hay chậm là dựa vào tốc độ máy của các bạn. Phần mềm có một số các phần mềm khác, ví dụ như Avisa hay là Avast. Nhưng mà Avisa thì mình cực kỳ ghét, tại vì nhiều khi cái Avisa nó tự động nó xóa file mà nó không hề hỏi. Đấy, ví dụ có một số cái file của các bạn mà bị nhiễm virus, nó tự động nó xóa sạch tinh luôn mà nó không. Đây đang mình đang nói đến là những cái file bình thường bị nhiễm virus nhé, chứ không phải là file virus. Đấy, thì Avisa nó xóa luôn, nó không hỏi. Đấy, nhưng mà những cái phần mềm mà như Kaspersky hay là các phần mềm khác thì thường là nó sẽ hỏi mình hoặc là có xóa đi không hay là thêm vào loại trừ như kia. Thì sau khi mình sử dụng cái phần mềm Kaspersky Free này một thời gian, chỉ có một vài ngày thôi, thì mình thấy nó rất tốt, cho nên là mình đã giới thiệu cho các bạn. Ok, cài đặt rất nhanh. Cái máy này của mình đã cài khá là đầy đủ các shot, cho nên là nó cài nó khá nhanh. Đấy, thì sau khi cài xong này các bạn ấn đăng này. Phần mềm này là mềm diệt virus hoàn toàn miễn phí, được cung cấp chính hãng bởi bởi công ty bảo mật Kaspersky. Đấy, cho nên các bạn không lo là virus này hay virus kia. Đấy, các bạn có thể lên chính chủ của Kaspersky và tải về Kaspersky Free. Bước này các bạn phải có mạng để cho phần mềm nó tự cập nhật. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy phần license này. Đấy, là bản quyền 365 ngày. Đấy, đây là
Tuy nhiên thì cái dĩ nhiên cái phần mềm mà Fuzzy thì nó sẽ ít chức năng hơn, nhưng mà nếu với một người dùng bình thường để bảo vệ máy tính và dữ liệu cơ bản của các bạn thì phần mềm này là quá đủ, theo mình là quá đủ cho một người dùng bình thường. Còn đâu nếu các bạn nào có tiền, các bạn có thể nên mua bản anti với 180.000 hoặc là bản full với giá là 300. Ok. Đấy, đây là cái trình trình giao diện của cái phần mềm này. Thì về đơn giản thì nó chỉ có một số các cái controller thôi. Ví dụ như là scan này. Đây là update database. Đấy, còn một số cái biểu tượng nó bị đen như này là có nghĩa là những cái gọi sao nhỉ? Gọi là những cái chức năng mà các bạn phải nâng lên gói Pro thì bản mất tiền thì các bạn mới dùng được. Nhưng về cơ bản là những cái chức năng sẵn có của cái bản Fuzzy này nó đã đáp ứng đủ rồi. Đấy. Thì khi các bạn muốn scan thì các bạn cũng ấn vào scan này, nó có ba, nó có một số chức năng, ví dụ như là full scan, scan đầy đủ toàn bộ máy, scan nhanh này, scan chọn file. Đấy, thì đây ví dụ các bạn muốn scan nhanh thì các bạn ấn run scan, nó sẽ quét nhanh cho các bạn. Đấy, vẫn đầy đủ các chức năng như bình thường và các mẫu virus của nó quét được cũng rất là tốt. Đấy, mình đã thử một số các mẫu virus thông thường là đều chạy được hết, nó đều vả sấp mặt hết. Đấy, ví dụ các bạn muốn quét cụ thể một cái ổ nào đấy, các bạn đều đều ấn được chuột phải vào cái ổ đấy và các bạn quét riêng cái ổ đấy được bình thường. Đấy, đây các bạn có thể chọn scan for virus này. Dạ, ok. Thì hôm nay mình làm cái video này chủ yếu là muốn chia sẻ cho mọi người biết là cái phần mềm virus Fuzzy này nó khá là tốt. Đấy, cho nên mình chia sẻ cho mọi người biết thôi. Đấy, nếu mọi người thấy hay thì xin hãy like video và chia sẻ video giúp mình. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.